Làm gì mà lén la lén lút thế anh? Ở đây có ai đâu? Dù gì thì cẩn thận vẫn hơn chứ. Nơi này tai vách mạch rừng ấy. Không phải sợ, quán vắng như chùa Bà Đanh đấy, làm gì có khách mấy đâu. Giời ơi, chả hiểu anh đàn ông kiểu gì, hèn thế không biết. Em cứ nói thế chứ, chủ tịch ABA đâu phải ai động vào cũng được đâu. Thế anh bám lấy em làm gì? Em có hiểu cảm giác của mấy người xem phim ma không? Sợ, nhưng mà vẫn kích thích. Kể ra anh nói cũng đúng nhỉ. Nhưng mà đợt này em thấy ông Dương hay nghi ngờ lắm. Suốt ngày hỏi này hỏi kia em thôi. Thế thì chết. Hay là chúng mình bớt gặp nhau đi. Làm sao đâu, anh hèn thế nhỉ. Em làm cái gì đây? Chị Quỳnh à, chị đi uống nước với bạn à? Thư ký Nhiên à, chào cô. Tưởng người lạ, ra là giám đốc Nam à? Cô Nhiên à, cô đi đâu đây? Tôi đi uống cà phê thôi, không phiền anh chị nữa, tôi xin phép. Con Danh này, nó tới đây làm gì nhở? Hay nó theo dõi bọn mình? Thế sao em bảo cái quán này vắng lắm cơ mà? Thế anh không thấy quán vắng à? Tự dưng nó xuất hiện ở đây chứ. Liệu khi nãy cô ta có nhìn thấy bọn mình không nhở? Để an toàn, tốt nhất là bây giờ anh về đi. Tối gặp nhau ở khách sạn cũ, đi về đi. Bạn chị về rồi à? Ờ, bạn tôi về rồi. Tình cờ gặp nhau ở đây nên ngồi nói chuyện một lát thôi. Gần đây tập đoàn có rất nhiều dự án mới. Tôi thấy chủ tịch khá vất vả. Tôi nghĩ là chị nên quan tâm, chăm sóc anh ấy nhiều hơn. Cô nói như kiểu tôi không quan tâm, không chăm sóc người yêu tôi ấy nhở? Tôi chỉ nói như vậy thôi. Dù sao, chủ tịch cũng là người có địa vị. Nếu để người ngoài sau lưng bàn tán, người yêu chủ tịch một chân đạp hai thuyền thì sẽ không hay đâu. Cô nói cái gì? Miệng lưỡi thiên hạ mà. Tôi chỉ đang nói đến trường hợp xấu nhất. Sao chị phải mất bình tĩnh như vậy? Tôi và anh Dương sắp cưới rồi. Đây là việc đáng chúc mừng. Cho nên thời gian này chị nên ở bên cạnh chủ tịch nhiều hơn. Cảm ơn cô. Nhưng chuyện của chúng tôi không cần người ngoài như cô xen vào đâu. Tôi biết chứ. Một thư ký nhỏ nho như tôi, nếu không biết nhìn mặt người khác mà sống thì làm sao tồn tại trong tập đoàn này được. Từ nay về sau vẫn mong phu nhân của chủ tịch chiếu cố thêm ạ. Chị uống gì đi, hôm nay tôi mời. Vào đi. Anh. Ơ, sao hôm nay em lại đến đây? Em đến thăm anh không được à? Được. Em xuống phòng chờ đợi anh một lát nhé. Anh sắp xong việc rồi. Không cần đâu, anh bận thì cứ làm đi. Công việc mới là quan trọng mà. Cảm ơn em. Ơ, em sao thế? Hôm nay em đến tìm anh. Lúc đi ngang qua quán cà phê, em có tình cờ gặp anh Nam ạ. Có phải giám đốc công ty BJ không? Em với anh ta có vẻ thân thiết nhỉ? Không ạ. Em xem anh ấy như anh trai. Dù gì trước đây anh ấy cũng giúp đỡ em nhiều mà. Vậy em nói với anh chuyện này để làm gì? Ý của em là lúc gặp nhau, em với Long có ngồi cà phê. Em sợ anh hiểu lầm nên em nói với anh. Em yêu anh mà em không hiểu tính cách của anh à? Anh đâu phải con người nhỏ nhen như thế. Em yên tâm. Em biết, nhưng em đã hứa với anh rồi, em sẽ không giấu anh bất cứ điều gì cả. Cảm ơn em. À,
Anh có biết lúc ở trong quán cà phê em gặp ai không? Ai thế? Thư ký của anh đấy. Em chả hiểu anh tuyển thư ký kiểu gì. Sếp thì bận tối mặt thế này mà cô ta vẫn có thời gian nhàn nhã đi uống cà phê được đấy. Chắc là em hiểu nhầm rồi. Hôm nay anh bảo cô ấy đi gặp đối tác hộ anh mà. Thật á? Ừ. Thế nhưng mà anh nhớ địa điểm quán đó xa lắm cơ mà. Có nằm trên đoạn đường từ nhà em đến đây đâu. À, sáng nay em có chút việc phải ra ngoại thành anh ạ. Việc gì đấy? Anh giúp được gì không? Không cần đâu. Em chỉ đi thăm một người họ hàng xa thôi. Mà thôi, anh làm việc đi nhá. Em đi về đây, không làm phiền anh nữa. Không đợi anh đi ăn cùng à? Dạ thôi, anh bận thì anh cứ làm đi. Khi khác mình đi ăn cũng được mà. Nha. Em về cẩn thận nhé. Dạ, em về nha. Cô sao thế? Có điều gì khó nói à? Em nghe bảo chủ tịch với chị Quỳnh sắp kết hôn à? Ừ. Tôi cũng đang cân nhắc. Với tại đợt này nhiều việc quá nên cũng chưa có thời gian để nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà sớm hay muộn gì cũng phải lập gia đình mà. Theo em thấy, chủ tịch và chị Quỳnh ít gặp nhau như vậy, liệu anh chị đã hiểu hết về nhau chưa ạ? Cũng chịu thôi. Công việc của tôi bận thế nào cô biết mà. Chủ tịch, anh nghĩ sao về kiểu con gái chân đập hai thuyền ạ? Chủ tịch đừng hiểu nhầm. Em không có ý gì đâu ạ. Tôi hiểu ý cô nói. Nhưng mà có lẽ cô đang hiểu nhầm Quỳnh rồi. Hôm qua Quỳnh chỉ tình cờ gặp giám đốc Nam thôi. Chủ tịch, anh cũng biết chuyện này rồi ạ. Giữa tôi và Quỳnh không có giấu giếm nhau điều gì cả. Xin lỗi chủ tịch, em hơi nhiều chuyện rồi ạ. Không có gì đâu. Cô với tập đoàn không thể thiếu. Quỳnh cũng rất quan trọng đối với tôi. Nên là tôi hy vọng hai người sẽ không có những hiểu nhầm đáng tiếc rồi dẫn đến bất hòa với nhau. Vâng, em hiểu ý anh. Chị ở đây làm gì? Ở đây làm gì đấy là việc của tôi mà. Không lẽ tôi đi đâu tôi cũng phải báo cáo với cô à? Chị muốn làm gì thì đấy là việc của chị. Nhưng chị muốn làm phiền tôi thì tôi phải quan tâm rồi. Nhìn tâm trạng của cô không được tốt, chắc là thất vọng lắm hả? Chị muốn nói gì thì nói thẳng ra đi. Mách lẻo không thành công, đúng không? Chị cũng ghê gớm đấy. Nhưng mà tôi nghĩ chị nên thành thật một chút đi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra đấy. Tôi hiểu tâm trạng của cô mà. Thầm thương trộm nhớ, hy sinh cho anh Dương bao nhiêu năm mà anh Dương chẳng để ý đến cô. Cô hận tôi cũng phải thôi. Đừng có vội đắc ý. Chị lo về giữ tình nhân của mình cho kín vào. Ăn bậy được, chứ đừng nói bậy. Sau này tôi với anh Dương cưới nhau ấy, cô không dễ sống đâu. Tôi sẽ âu yếm anh Dương trước mặt cô. Không biết gương mặt này mà ghen sẽ thế nào nhỉ? Cứ cười đi. Sớm muộn gì anh Dương cũng nhìn ra bộ mặt thật của chị thôi. Được đấy. Tao sẽ cho mày cút khỏi công ty sớm thôi. Em đang làm cái gì đấy? Em nhắn tin cho thư ký của anh. Sao lại nhắn tin cho thư ký của anh? Cô ấy làm việc với anh cũng lâu rồi mà. Em nghĩ giữa hai người không đơn giản chỉ là đồng nghiệp. Em đừng hiểu nhầm. Anh cứ bình tĩnh. Ý của em, hai người không đơn giản chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn bè thân thiết nữa. Chúng mình sắp cưới rồi, em cũng nên mời cô ấy đầu tiên chứ. Hơn nữa, đám cưới của chúng ta không thể nào làm qua loa được. Em nghĩ tốt nhất là anh giao cho thư ký Nhiên, bởi vì trước giờ cô ấy luôn là người cẩn thận mà. Em suy nghĩ chu đáo thật. Cảm ơn em. Chủ tịch ạ. Vừa nhắc tới cô thì cô tới rồi. Cô ngồi đi. Dạ. Chị Quỳnh, chị gọi tôi ra đây có việc gì không ạ?
Thật ra cũng không có gì quan trọng. Chẳng là bố mẹ anh Dương định ngày cưới cho chúng tôi rồi, vào ngày 20 tháng sau ý. Vậy à? Chúc mừng anh chị. Cảm ơn cô. Xưa nay cô làm việc rất chu đáo. Chuyện đám cưới của chúng tôi cũng vừa bàn với anh Dương rồi. Sẽ giao toàn bộ lại cho cô. Nhờ cô lo liệu từ khâu tổ chức đến khâu cỗ bàn. Cô thấy thế nào? Tập đoàn gần đây rất nhiều việc, chủ tịch cũng rất bận. Tôi e là không có người giải quyết. Với lại tôi thấy những vấn đề như thế này, hai bên gia đình tự tổ chức thì hợp lý hơn. Anh thấy Nhiên nói đúng đấy. Để anh bảo bố mẹ nhờ người khác cũng được. Sao anh lại nói thế? Chẳng lẽ với anh công việc quan trọng hơn gia đình à? Với lại tập đoàn còn cả đống người, đâu chỉ có mình anh với Nhiên. Nếu như trong thời gian chủ tịch lấy vợ mà họ không lo nổi thì em nghĩ anh tuyển người khác là vừa đấy. Giữ lại làm gì, mất tiền trả lương. Em hay nhỉ. Chuyện làm ăn không đơn giản như em nghĩ đâu. Mỗi người mỗi việc khác nhau. Còn chuyện của chúng mình thì... Thưa chủ tịch, không sao đâu ạ. Việc này em nghĩ em làm được. Thế còn chuyện ở tập đoàn thì sao? Em tăng ca là được mà, anh yên tâm ạ. Thế thì vất vả cho em rồi. Em thấy như thế cũng ổn mà. Dù gì thư ký Nhiên cũng chưa có người yêu, tăng ca một chút có sao đâu. Anh tăng lương cho cô ấy là được mà. Vâng. Chủ tịch, nếu không còn gì em xin phép về làm việc tiếp đây ạ. Sao phải vội thế? Cứ ngồi đây uống nước đã, chúng ta bàn thêm. Không cần đâu. Tôi sẽ lập kế hoạch đám cưới rồi gửi cho chị và anh Dương xem sau. Cảm ơn cô nhiều nhé. Cô thư ký của anh cũng được phép nhỉ? Cô ấy làm với anh từ khi anh khởi nghiệp, không ngại vất vả, cũng không đòi hỏi gì cả, nên anh rất trân trọng. Vậy à? Vậy thì sau này anh phải tìm cho cô ấy một người chồng tốt đấy nhá. Anh cũng có ý đó, nhưng chưa thấy ai phù hợp cả. Thôi, uống nước đi rồi còn đưa em về. Hẹn ra tận đây rồi vẫn còn lén la lén lút. Anh có phải đàn ông không thế? Thì bây giờ em sắp lấy chồng rồi, giai đoạn này nên cẩn thận vẫn hơn. Thế hẹn em ra đây có việc gì? Công ty anh đang gặp chút khó khăn. Em xem thế nào, bà thằng chồng sắp cưới của em nhường lại cho anh dự án đấy có được không? Lại khó khăn? Anh đúng là vô tích sự, không làm được cái việc gì cả. Anh cần quái gì làm được việc. Anh chỉ cần làm vừa lòng em thôi. Nỡ mà. Xem như anh biết điều đấy nhá. Này, đi chia tay lần cuối đi. Không được. Con thư ký của ông Dương ghê gớm lắm. Có gì thì để xong đám cưới đã. Em lo cái gì? Anh điều tra kỹ rồi. Tầm này chúng nó đang bận tiếp đối tác, lấy đâu ra thời gian mà. Thật á? Anh còn sợ hơn em. Thế đi đi. Đi. Sao bây giờ anh mới tới? Anh, sang tuần đám cưới mình tổ chức rồi, sao anh không chịu đi chụp ảnh cưới với em? Em muốn tìm anh vì thật sự muốn chụp ảnh cưới, hay còn vì chuyện khác nữa? Anh nói vậy là có ý gì ạ? Em hiểu hơn anh mà. Ngày mai tập đoàn của anh sẽ chọn đối tác chính thức rồi. Lẽ nào em không xót ruột thay cho bạn trai của mình à? Anh nói gì ạ? Em không hiểu ạ. Bạn trai nào? Em không cần phải diễn. Anh biết tất cả rồi. Anh phải thật bình tĩnh. Chuyện này chắc chắn là do con danh thư ký của anh đặt điều với anh đúng không? Đúng. Do Nhiên báo lại với anh. Nhưng hoàn toàn không phải là đặt điều. Em xem đi. Trước giờ anh là người tính toán rất kỹ, bao gồm cả thuận lợi và rủi ro. Yêu em cũng vậy. Anh đã tính đến trường hợp xấu nhất là chia tay.
Nhưng anh không thể nào tưởng tượng được em lại tệ hại đến như vậy. Anh Dương, anh cho em xin lỗi. Thật sự là nhất thời em hồ đồ nên em bị dụ dỗ thôi. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu à. Anh thì lại không nghĩ vậy. Chẳng qua em chỉ xem anh như một con cờ trong kế hoạch cuộc đời em và giám đốc Nam thôi. Thật sự không phải như vậy đâu ạ. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà. Sai lầm trong kinh doanh có thể sửa chữa, khắc phục. Còn sai lầm trong tình cảm ấy thì không. Dù sao thì anh cũng đã từng yêu em. Và anh luôn muốn em được hạnh phúc. Chỉ tiếc một điều là niềm hạnh phúc của em ấy không có anh. Anh đi nhá. Anh Dương. Anh Dương. Khốn nạn. Làm gì mà mấy ngày rồi gọi điện không nghe máy nữa. Giám đốc Nam sẽ không nghe máy đâu. Anh ta lo cho mình còn chưa xong, thời gian đâu mà lo cho chị. Mày nói cái gì? Anh Dương rộng lượng, bỏ qua cho hai người. Nhưng còn tôi, chị biết rồi đấy. Con gái nhỏ nhen, giận lâu thù dai lắm. Còn khốn nạn này, vì mày mà tao ra nông nỗi này. Tao liều mạng với mày. Mày... Cái mạng của chị bây giờ nhỏ lắm, không đủ nặng để liều với tôi đâu. Mày cứ đợi đấy, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Không bỏ qua cho tôi á? Chị nghĩ chị vẫn còn như trước à? Chẳng qua anh Dương là yêu chị thật lòng, cho nên mới bị xem thường và qua mặt như vậy thôi. Chứ chị thừa biết anh ấy là người thông minh như thế nào mà. Từ bây giờ sống tử tế đi. Xã hội này không phải ai cũng thật thà để cho chị thoải mái dắt mũi như vậy đâu.